À, thực ra mà nói thì trong công việc và cũng như trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi gặp chuyện không may hoặc là không phù hợp, không như ý thì em không dám nói em nhịn là đúng. Bởi vì nếu như trong một ngày mà suốt ngày em gặp chuyện ức chế mà em gặp đâu em cũng xả ra em tâm sự thì vô hình chung em sẽ kéo theo cả một cái không khí rất là tiêu cực. Nguyễn Loan có đặt câu hỏi, em chào thầy. Trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi em gặp chuyện không như ý, em không dám nói và hay ức chế trong lòng. Thầy giúp em phân tích như vậy là tốt hay không tốt và cách rèn luyện để trở nên tự tin hơn. Em cảm ơn thầy và gia đình Facebook tuổi buổi tối vui vẻ. Rồi, à, thực ra mà nói thì trong công việc và cũng như trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi gặp chuyện không may hoặc là không phù hợp, không như ý thì em không dám nói em nhịn là đúng. Bởi vì nếu như trong một ngày mà suốt ngày em gặp chuyện ức chế mà em gặp đâu em cũng xả ra em tâm sự thì vô hình chung em sẽ kéo theo cả một cái không khí rất là tiêu cực. Khi mà em nhận diện ra chính mình là khi mình gặp chuyện bất như ý và mình ức chế, mình không chia sẻ thì tôi nghĩ bạn đang làm vậy là đúng. Nhưng làm thế nào để nó tiêu hóa được đi chứ không phải nuốt cái cục ức chế này ở trong lòng thì có 3 việc bạn phải làm. Việc thứ nhất, bạn phải đặt mình vào cương vị người đối diện đầu tiên, là nếu mình là họ thì lý do gì mà họ lại làm thế với mình? Họ làm thế với mình là vì họ tham lam. Ủa? Vậy thì mình chọn nhầm đối tượng chơi rồi, thì lần sau mình đừng chơi với họ nữa. Họ hành xử với mình như vậy là vì mình đã đụng vào vùng an toàn của họ, cho nên họ hành xử với mình như vậy. Và bạn đụng vào những cái gì gọi là vùng an toàn của họ. Vùng an toàn của họ bao gồm: một là miếng ăn. Tức là khi mà bạn đụng vào miếng ăn của họ là bạn đụng vào vùng an toàn của họ rồi. Ví dụ họ đang là có cái hợp đồng, thế mà tự nhiên mình lại xin cái số điện thoại của cái người sắp ký hợp đồng với họ, thì vô tình là mình đã đe dọa cái an toàn của họ, mặc dù mình không có ý gì. Hay là tôi đến an toàn về miếng ăn. An toàn thứ hai là gì? Ăn ngủ. Cũng như vậy, cái giờ mà họ ngủ mình gọi điện cho họ là mình đụng vào vùng an toàn của họ rồi. Ví dụ mình xin trình ký ông sếp mà ông sếp ông ấy đang là ngủ vào lúc mà 11 giờ 10 lúc 1 giờ trưa. Thế mà mình lại vào gõ cửa xong mình xin ông ấy ký là ông ấy cáu. Và mình phát điên lên là mình bảo tại sao ông ấy cáu với mình. Thì rõ ràng mình đụng vào vùng an toàn của ông ấy thì ông phải cáu thôi. Ăn ngủ. Và gì ạ? Chuyện tình dục. Anh bạn anh dẫn cô người yêu đến gặp tôi mà tôi lại xin số điện thoại của cô người yêu anh ta. Thì rõ ràng nó đụng vào vùng an toàn rồi. Họ sẽ ức chế ngay lập tức và họ khó chịu. Em là phụ nữ thôi mà một cô bạn em nó dẫn anh người yêu đẹp trai đến, em xin ngay số điện thoại của anh bạn ấy thì chắc chắn là đụng vào vùng an toàn, bạn em sẽ rất là khó chịu và đầy lo lắng. Có thể cô ấy vẫn tỏ ra vui vẻ bên ngoài, đấy là những người tế nhị, còn có những người họ khó chịu ra mặt luôn. Ba là gì ạ? À, ba là tình dục. Bốn là sinh mạng. Ví dụ như là mặc dép chẳng hạn, ai cũng có những cái nhu cầu như vậy. Ví dụ như là họ có mỗi cái áo bông ấm mà mình lấy trộm mất cái áo bông của họ, hoặc mình lấy cái áo của họ mình khoác, tôi lấy ví dụ như vậy. Đấy, còn cao hơn nữa là danh dự. Thế thì tôi nói với bạn rằng là
cái việc mà bạn phải đặt mình là cương vị của người ta, để mình hiểu rằng trong cái hoàn cảnh như vậy thì đến là mình cũng ứng xử như vậy, thì mình tiêu được cái cục tức đi. Thế thì tự nhiên là mình hiểu là à, vậy thì cái khó chịu của người ta đến với mình là do mình gây ra, mình là tác nhân đầu tiên và mình là người nhận quả và vòng qua người ta mà thôi. Hay là xuất phát từ người ta? Nếu mà xuất phát từ người ta thì là do tính người ta xấu, thì mình phải lựa chọn nên chơi với người ta nữa hay không, hay là nên chơi xã giao, hay là nên chơi thân nữa hay không, thì cái đó là lựa chọn của bạn. Hay là nếu bạn có năng lực thì bạn điều chỉnh họ, thì đấy là năng lực của bạn. Vậy thì Tuấn nhắc lại, nếu bạn gặp chuyện bất như ý như vậy, bạn nhịn, tôi cho rằng là đúng. Và việc thứ hai, bạn ngồi để bạn tìm ra nguyên nhân. Nếu nguyên nhân từ cái tính cách người đó xấu, thì mình sai trong lựa chọn người chơi, người hợp tác. Nếu như mà mình gây ức chế và động vào vùng an toàn của người ta nên người ta cáu với mình, thì mình phải sửa thói quen của chính mình. Và tìm cách sửa mình thì dù gì chăng nữa thì cũng là lỗi tại mình, lựa chọn sai người cũng là lỗi tại mình, mà ứng xử sai thì cũng là tại mình. Và người ta tìm cách, người ta ngồi tĩnh tâm để nhìn lại chính mình, để sửa mình, thì cái đó gọi là thiền định, một phần của thiền định. Cho nên nếu như Nguyễn Loan mà có điều kiện học được thiền định thì rất là tốt, sẽ giúp cho em tiêu hóa toàn bộ cái cục tức ấy đi, thay vì em ngồi em nuốt. Nhưng mà nó nguy hiểm là nuốt đến một lúc nào đó và mình không tiêu hóa được thì mình sẽ, chính mình sẽ bị mắc bệnh trầm cảm. Vậy hãy giải phóng đi. Cho nên là những cách giải phóng mà thô thiển nhất là đi chửi bới lại người ta. Cách giải phóng thô thiển thứ hai là đi chia sẻ và nói xấu người ta ở sau lưng. Cách mà giải phóng thô thiển thứ ba là giận cá chém thớt, là tức với họ xong về chửi người khác. Cách giải phóng thô thiển thứ tư là đi tìm rượu, tìm ba để xả. Còn cách giải quyết khoa học chính là ngồi tự vấn lương tâm để tìm nguyên nhân từ chính mình và thay đổi sự lựa chọn hoặc hành động của chính mình để tiêu hóa cổ tức, chứ không phải chịu đựng nữa. Rồi, cảm ơn Nguyễn Loan và chúc bạn sớm giải phóng được cổ tức đã nhồi nhét tích lũy trong người mình bấy lâu nay. Cảm ơn Nguyễn Loan. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.